bác sĩ Thùy Dương, hiện đang công tác tại trung tâm IVF bệnh viện Hồng Ngọc. Làm thế nào để có thai khi kinh nguyệt không đều chính là chủ đề của tuần này. Kinh nguyệt không đều là khi chu kỳ kinh dưới 21 ngày hoặc trên 35 ngày, hoặc là độ dài mỗi chu kỳ kinh giữa các tháng thường xuyên chênh lệch nhiều ngày. Kinh nguyệt không đều chính là dấu hiệu của rối loạn rụng trứng, là khi trứng không có hiện tượng trứng rụng hoặc là trứng rụng muộn, chính vì thế sẽ làm cho bạn khó có thai hơn. Các nguyên nhân của kinh nguyệt không đều và tình trạng rối loạn rụng trứng thường gặp bao gồm: một là gì, hội chứng buồng trứng đa nang; thứ hai là gì, tình trạng tăng nồng độ prolactin trong máu; thứ ba là những rối loạn về chức năng của tuyến giáp như suy giáp hoặc là cồn giáp, suy buồng trứng sớm, tình trạng rối loạn cân nặng như béo phì hoặc là quá gầy, và có thể gặp ở những trường hợp mà cái cường độ vận động rất là mạnh hoặc nhiều. Nếu mà trong trường hợp mà kinh nguyệt không đều mà bạn vẫn có hiện tượng rụng trứng thì bạn hoàn toàn có thể có thai được tự nhiên. Tuy nhiên, nếu kinh nguyệt không đều là dấu hiệu của không rụng trứng thì bạn không thể có thai nếu không được điều trị. Vậy làm thế nào để giúp bạn có thai khi kinh nguyệt không đều? Thứ nhất là bạn sẽ tự xác định xem mình có hiện tượng rụng trứng hay không bằng cách bạn sẽ theo dõi nhiệt độ, thân nhiệt cơ thể hàng ngày. Mình sẽ theo dõi vào một thời điểm nhất định trong ngày, ví dụ như ngay sau khi ngủ dậy, và đột nhiên một ngày bạn thấy nhiệt độ của mình tăng lên một chút hoặc 0,5 độ, thì đây là dấu hiệu có thể bạn vừa có hiện tượng rụng trứng. Tuy nhiên, bằng cách này thì bạn không xác định được thời điểm nào quan hệ để dễ có thai, bởi vì là vào thời điểm nhiệt độ tăng thì thường là hiện tượng rụng trứng đã xảy ra mất rồi. Thứ hai là gì, bạn sẽ tìm cách tìm ra thời điểm quan hệ tốt nhất để có thai, bằng cách thứ nhất là bạn sẽ theo dõi cơ thể mình, tập trung theo dõi hơn, và bạn sẽ dần dần nhận ra rằng là có những cái dấu hiệu mà cho rằng là bạn sắp rụng trứng. Những cái dấu hiệu này thì sẽ thường xảy ra khoảng 3 tuần trước thời điểm có kinh lần tiếp theo, bao gồm hiện tượng tăng tiết nhảy âm đạo, cảm giác hơi khó chịu ở một bên bụng, hoặc là tăng cảm hứng khi quan hệ. Một cái dễ dàng để bạn nhận ra đấy là bạn bắt đầu thấy sự xuất hiện của chất nhầy cổ tử cung mà hơi giống lòng trắng trứng. Đây chính là thời điểm tốt khi quan hệ thì giúp bạn có thể có thai. Ngoài ra thì bạn có thể sử dụng một cái test gọi là test rụng trứng. Cái test này thì hầu hết những cái test này thì đều xác định dựa trên cái sự gia tăng nồng độ LH ở trong nước tiểu. Tuy nhiên, khi sử dụng test này thì ở một số trường hợp thì có hiện tượng dương tính giả, tức là dương tính vào nhiều thời điểm trong chu kỳ, thì cái trường hợp này hay gặp ở những phụ nữ có cái hội chứng buồng trứng đa nang. Vậy đâu là cách tốt nhất để giúp bạn có thai trong trường hợp kinh nguyệt không đều? Đó chính là hãy quan hệ đều đặn mỗi 2 đến 3 ngày, bởi vì việc quan hệ đều đặn 2 đến 3 ngày thì sẽ giúp cho mình đón được cái thời điểm nào là thời điểm trứng rụng. Thứ hai nữa là khi mà quan hệ đều đặn thì sẽ giúp cho chất lượng tinh trùng trong tinh dịch tốt hơn, và thứ ba là sẽ làm cho đời sống tình dục của mình nó bớt căng thẳng hơn là việc mà mình lên lịch cho việc quan hệ. Tuy nhiên thì ở một số trường hợp thì đôi khi cái việc thay đổi lối sống như là giảm cân khi mà béo phì hoặc là tăng một chút cân thì cũng đã tác động làm cho việc rụng trứng trở nên đều đặn hơn và giúp kinh nguyệt đều hơn và làm cho bạn dễ dàng có thai hơn. Tuy nhiên, cũng như đã trình bày trước đây thì bạn có thể thấy rằng là kinh nguyệt không đều đôi khi là dấu hiệu của hiện tượng không có trứng rụng, và với trường hợp không có trứng rụng thì bạn sẽ rất là khó có thai nếu không được điều trị. Chính vì thế chúng tôi khuyên là khi mà có kinh nguyệt không đều thì bạn nên đến khám bác sĩ. Có rất là nhiều nguyên nhân gây ra kinh nguyệt không đều, và tùy theo nguyên nhân thì bác sĩ sẽ đưa ra hướng điều trị cho bạn. Có thể những trường hợp trẻ và bác sĩ xác định là bạn có hiện tượng rụng trứng thì chưa cần phải điều trị ngay, để cho bạn cố gắng có thai thêm một khoảng thời gian. Còn đối với nhóm mà đã nhiều tuổi, ví dụ như trên 35 tuổi, hoặc là nhóm mà bác sĩ xác định là không có hiện tượng rụng trứng hoặc rụng trứng quá muộn, thì bác sĩ sẽ có những điều trị phù hợp nhất để giúp cho bạn có thai được sớm nhất.
Trên đây là những thông tin ngắn gọn về tình trạng kinh nguyệt không đều. Khi có bất kỳ một thắc mắc hoặc câu hỏi nào, hãy đừng nghe ngại mà gửi cho chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng trả lời bất kỳ một thắc mắc nào của các bạn. Chúc các bạn sớm có tin vui. Xin cảm ơn.